Vâng, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đang quay trở lại với kênh Culen, góc nhìn đầu tư bất động sản. Và tôi là Học Vương, bên cạnh tôi đây. Tôi Đi Ngọc. Vâng, anh Tony Ngọc nè, chúng ta cũng đã làm rất nhiều video về Gia Lai rồi. Thì ngày hôm nay, trong cái buổi anh em mình đang đi tham quan điểm du lịch ở đây, thì video trước ấy, thì anh có chia sẻ một chút về cái việc là Trung Quốc mở cửa thì sẽ có những cái cơ hội và những cái thách thức như thế nào đến thị trường nhà đất Gia Lai. Bằng cái việc là với những cái người Gia Lai hiện tại thì họ đang khai thác dòng tiền trên đất cực kỳ tốt bằng việc là trồng chanh leo. Và cái trữ lượng trồng chanh leo ở Gia Lai thì gần như là lớn nhất nước rồi, với số diện tích tổng cộng diện tích là lên 4.500 ha, là đứng đầu cả nước. Và mỗi năm thì người Gia Lai sẽ thu nhập được khoảng 110 tấn trên một năm, theo như những cái gì em mới tìm hiểu thêm. Và một hect thì họ có thể thu nhập được khoảng chừng 300 đến 500 triệu đồng, là một cái con số rất là lớn từ dòng tiền. Và ngoài ra thì còn cái giá trị đất vẫn tăng lên. Và khi mà Trung Quốc mở cửa thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều thương lái Trung Quốc sang thị trường nhà đất Gia Lai này. Và với những cái mảnh đất và phì nhiêu màu mỡ như thế này, bằng những cái phân tích cực kỳ tuyệt vời của anh Tony Ngọc về những cái yếu tố tiềm năng tăng giá tại thị trường nhà đất Gia Lai, thì em có một cái đắn đo suy nghĩ như thế này. Nếu như những người Trung Quốc họ muốn đầu tư ở Gia Lai và họ muốn sinh sống ở đây, thì người Trung Quốc có được phép sở hữu đất hoặc là nhà tại Gia Lai hay không ạ? Ok em, thì anh sẽ trả lời ở trên cái góc nhìn đó là một cái nhà đầu tư cá nhân hoặc là một cái người nông dân đi đầu tư đất để anh trả lời. Chứ anh không thể trả lời bằng câu chữ theo như những vị luật sư được. Chuyên gia đúng không? Tại vì anh không học luật ra. Dạ ok anh. Còn đối với nhà đất thì ngay cả chính người Việt Nam thì người Việt Nam không có được quyền sở hữu đất mà chỉ được quyền sử dụng. Dạ. Và trong cái sổ hồng của mình ấy. Dạ. Tại vì sổ hồng đang quay xe, anh không có tiện lấy ở đây. Dạ. Thì mình có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là mình được sở hữu. Và cái quyền sử dụng này thì mình có ba cái quyền cao nhất, đó là mình cho tặng, mua bán và mình khai thác. Thì bây giờ anh sẽ hiểu rằng cái câu hỏi của em rằng là người Trung Quốc có được phép đứng tên trên cái bất động sản, trên đất, ví dụ như đất hết như thế này đi. Đúng rồi. Đúng không? Vâng. Rồi ok. Tôi thắc mắc về vấn đề đó luôn đấy anh. Dạ. Thì đối với pháp luật Việt Nam quy định á, theo như anh tìm hiểu á, thì người nước ngoài, không phải người Trung Quốc nữa. Dạ. Người nước ngoài không có quyền được đứng tên trên đất. Vâng. Còn đối với những cái loại bất động sản như những căn hộ như ví dụ như anh từng làm ở những cái dự án như Vin, thì đâu đó cái room có nghĩa là cái hạn mức hay là cái quota của những người nước ngoài đâu đó được phép tối đa là 30% ở trên cái ví dụ là có thể là một tòa nhà hoặc có thể là một dự án. Yeah. Thì hạn mức tối đa là 30%. Chứ không như một số nước không có quy định về cái room, thì thậm chí người Trung Quốc người ta mua hết cả dự án luôn. Và người ta sẽ lập một quốc gia thu nhỏ ở trong cái dự án đó luôn. Vâng, tại vì Trung Quốc là đất nước tỷ dân mà anh. Thứ nhất, đất nước tỷ dân và cái tiềm lực tài chính của người Trung Quốc và một số khách hàng của anh và anh đã biết hoặc những cái người đồng nghiệp của anh và đã từng chứng kiến thì về tiềm lực tài chính họ vô cùng mạnh. Vâng. Nếu không mua thôi, thậm chí ví dụ như những cái dự án nếu mà cho phép mua, người ta mua cả tòa nhà. Vâng. Còn tối thiểu thôi, mua cả sàn. Quá khủng khiếp. Đúng rồi. Tuy nhiên người Trung Quốc khi làm ăn và đầu tư vào Việt Nam thì họ thường dùng cái hình thức lách luật. À, anh chia sẻ chút về cái lách luật đó được không ạ? Ok, thì cái lách luật có thể nếu họ không có quốc tịch Việt Nam. Yeah. Nếu mà hai quốc tịch. Yeah. Thì đâu đó mình vẫn được đứng tên nhé. Yeah. Thứ hai là họ có thể dùng cái hình thức kết hôn này. Kết hôn thì anh sẽ nói sau. Ok. Kết hôn thì đương nhiên nếu mà kết hôn nữa thì cái người vợ là người Việt thì vẫn là cái người Việt đứng tên thôi. Vâng. Thì như vậy thì cái người Trung Quốc đâu đó thì nó cũng sẽ bị rủi ro trong cái vấn đề pháp lý. À dạ. Nếu bây giờ cô vợ cô vui cô ấy vẫn như thế, còn không thì cô ấy đi mất tích đi. Dạ. Mà người ta không có những cái giải pháp để người ta bảo vệ cái tài sản người ta. Dạ. Thì những người được thừa kế
của hàng thừa kế số 1 của cô vợ đấy sẽ được hưởng thôi. Nhưng người Trung Quốc sang Việt Nam thông thường nó sẽ thuê một người đứng tên trên đất. Ví dụ bây giờ như thuê Học Vương là đứng tên ở trên đất, và sau đó người ta sẽ dùng một cái hợp đồng, đó là hợp đồng ủy quyền toàn phần cho cái người Trung Quốc, Trung Quốc đó. Tiếp theo, để gọi là kiểm soát được cái lô đất thì người ta sẽ dùng một cái hợp đồng thuê. Ví dụ như anh em mình bây giờ cũng đâu còn bao nhiêu năm nữa đâu, chẳng hạn như người ta dùng cái hợp đồng thuê 50 năm chẳng hạn. Có nghĩa là Học sẽ ký với người ta ngoài cái một cái hợp đồng ủy quyền, đúng rồi, thì còn sổ người ta cầm rồi, ngoài ra và thêm một cái hợp đồng thuê để người ta có quyền đó là sử dụng và khai thác ở trên đất. Vâng, khai thác dòng tiền trên đất. Ok anh, thì em sẽ hiểu rằng cái câu chuyện đó là nếu với một người Việt Nam thì cũng có ba quyền: quyền khai thác sử dụng, quyền cho tặng. Thực ra cho tặng với mua bán là như nhau. Nó cũng là một hình thức trong bất động sản thôi. Và khi mà dùng hai cái hợp đồng trên thì gần như cái người Trung Quốc thì gần như người ta đã định đoạt được cái bất động sản này lên đến, theo đánh giá của anh, là cũng phải 80-90% đấy. Tại vì họ cũng có được cái quyền gần như là khai thác được cái dòng tiền, và họ có khả năng kiểm soát được cái rủi ro của họ từ những cái hợp đồng ủy quyền kèm theo đó là hợp đồng cho thuê trong vòng khoảng 50 năm. Như vậy thì em nghĩ là họ cũng đã lách luật, như vậy là cũng là khá tốt rồi. Dù là luật pháp Việt Nam cũng là khá là chặt chẽ đối với lại những cái người công dân nước ngoài muốn đầu tư bất động sản ở Việt Nam. Thì đó là một cái chia sẻ cực kỳ hay mà anh Tony Ngọc đang muốn chia sẻ cho chúng ta ở trong video này. Anh còn cái chia sẻ gì nữa không ạ? Ngoài những cái hình thức đó thì còn một số hình thức đó là sở hữu công ty. Đúng rồi, em cái này em cũng có đọc qua báo chí. Thì những cái hình thức này thì nó sẽ không phổ biến và anh cũng không chia sẻ sâu, nhưng anh chỉ chia sẻ cái hình thức mà anh mới chia sẻ, đó là họ sẽ dùng cái hợp đồng ủy quyền và hợp đồng thuê cho thuê, thậm chí hợp đồng thuê 30 năm 50 năm gì ấy, mà cũng nhiều khi có 1 triệu. Còn tình không lách luật đúng là đó là như vậy là rất là tuyệt vời rồi. Và qua đây thì chúng ta cũng đã hiểu được là để một người Trung Quốc mà muốn sở hữu được một cái bất động sản ở Việt Nam thì cũng không phải là điều dễ dàng, đúng không anh? Đúng rồi em. Và như chúng ta đã thấy thì bất động sản ở Việt Nam, và nhất đặc biệt là đối với lại bất động sản tại nhà đất Gia Lai, đang được Trung Quốc rất là quan tâm và đầu tư thị phần vào đây rất là nhiều. Cũng như là đang người dân ở Gia Lai thì họ cũng đang phát triển nông nghiệp dựa trên những cái dòng cây công nghiệp như là cây cà phê, rồi maca, và bây giờ là các cái cây chanh leo. Ngoài ra thì như hôm trước anh em mình có đi thì có thăm một cái vườn khoai tây nữa anh ạ. Đúng rồi, tập đoàn PepsiCo. Khoai tây của Pepsi. Thì hiện tại thì đối với lại những cái bất động sản ở trên đây thì người dân đang khai thác cái dòng tiền rất là tốt trên đất. Và trong cái quá trình khai thác dòng tiền thì theo thời gian thì giá đất nó vẫn tăng. Chính xác em. Khi đó thì người dân sẽ có, vừa thứ nhất là vừa có dòng tiền này, thứ hai vừa có dòng tiền và vừa có lãi vốn. Đúng rồi, vừa có lãi vốn đấy, lợi nhuận. Như vậy thì rất là hy vọng là thời gian sắp tới thì thị trường nhà đất Gia Lai sẽ phát triển mạnh hơn nữa, bùng nổ hơn nữa, đúng không anh? Tại vì đây anh tin rằng trong thời gian tới thì đối với thị trường nhà đất Gia Lai hiện tại nó đang là một cái chân sóng của một cái chu kỳ tới, và nó sẽ bùng nổ, và đặc biệt nó sẽ bùng nổ rơi vào khoảng từ 2025 đến 2027. Nhưng nếu mà giai đoạn từ 2023 đến 2025 mình không có sở hữu á thì mình bị trượt vì thế. Vâng, tại vì đến 2025, 2027 là khi đó là sóng bắt đầu lên rồi, mà mình không vào lúc dân gian lại cũng hay có câu là lúc thị trường xuống không mua thì lúc thị trường lên lấy gì mà bán. Chính xác. Thì đó cũng nhưng anh cắt lời Học một chút nha. Dạ. Hiện tại thị trường Gia Lai, đặc biệt là những cái loại hình đất nông nghiệp, đất rẫy, bà con hay gọi đất rẫy á, thì nó không có hề xuống nha. Và đối với cái loại đất nó xuống là sao? Một đó là cái đất nền, đất kiểu phân lô bán nền ấy, đất nền. Thì đất nền nó không có khả năng khai thác dòng tiền, thì cái loại đất nó xuống. Nhưng anh quan sát rằng, tại vì anh đã làm từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Bình Phước, lên Gia Lai, thì anh sẽ quan sát rằng đối với thị trường nhà đất Gia Lai thì cái mức độ xuống nó cũng ở trong cái phạm vi hạn hẹp thôi. Ví dụ như nếu mà cần thiết cắt lỗ thì chỉ cần cắt lỗ 20-30%, chứ không phải là 40-50% như ở trên Bình Phước thì mới cắt được. Thật ra thì như em tìm hiểu thì ở thị trường nhà đất Gia Lai hiện tại không hề bị tác động quá nặng với cái yếu tố thị trường bất động sản thời điểm bây giờ so với lại những thị trường như Bình Phước hay là ở Thành phố Hồ Chí Minh.
về vì giá đất ở đây thì cũng chưa bị đẩy lên quá cao bởi những cá mập về đây. Họ làm những cái thị trường, họ đẩy cái giá ảo của bất động sản lên so quá nhiều so với giá trị thực ở những cái khu vực khác. Và em thấy đây là một cái thị trường cực kỳ tốt, cực kỳ tiềm năng nếu như những khách hàng nào mà đang có cái số tiền nó không được nhiều, gọi là hạn hẹp khoảng dưới 1 tỷ thì đây là một cái thị trường cực kỳ tốt nếu để đầu tư theo như những gì mà anh Tony Ngọc đã phân tích trong cái giai đoạn từ 2023 đến 2025 và cái thời điểm tăng trưởng mạnh nhất là sẽ từ 2025 đến 2027 đúng không anh? Chính xác em. Dạ. Và như vậy thì đây là những cái thông tin cực kỳ bổ ích mà đội ngũ của team Kulen, của Học Vương và anh Tony Ngọc muốn chia sẻ tới cho tất cả những khán giả đã theo dõi kênh Kulen trong thời gian qua. Và hy vọng là trong quá trình xem video, quý anh chị cảm thấy video này hay, video này ý nghĩa. Những kiến thức của anh Tony Ngọc chia sẻ là thật sự bổ ích thì quý anh chị hãy chia sẻ cái đường link này tới những người bạn của mình, những người thân trong gia đình để chúng ta có thêm nhiều kiến thức, nhiều kỹ năng cũng như là có những cái kinh nghiệm trong quá trình đi đầu tư bất động sản và lựa chọn được những cái thị trường bất động sản đầu tư thật là tốt, thật là tiềm năng để có những cái lợi nhuận như chúng ta mong muốn. Và nếu như quý anh chị còn những cái câu hỏi hay là những cái thắc mắc gì liên quan về đến bất động sản thì hãy nhớ là hãy gửi những cái câu hỏi đó dưới cái phần comment để Học Vương cũng như là anh Tony Ngọc luôn luôn sẵn sàng chia sẻ và giải đáp những cái thắc mắc này tới quý anh chị. Một lần nữa, Học Vương và Tony Ngọc xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào. Không được.